Có một con cua bò lên người của chú Út này cả nhà. Cả nhà coi này. Xin chào cả nhà nhé. Chiều hôm nay thì hai anh em của mình vào con suối đây cả nhà. Mình cùng với chú Út. Hôm nay hai anh em của mình đi mang cái bao như thế này này. Trong cái bao này là hai anh em của mình bỏ cái bầy con cua nha mọi người. Hai anh em của mình ở trong này có mấy chục cái và tổng cộng 80 cái. Mình với chú Út cả nhà. Chú Út đang bẫy cả nhà thấy bằng cái bẫy kia không? Đó. Cái này là tự đan luôn nha cả nhà. Mình đi ở trong này cũng gần nhà của người dân sinh sống nên nè. Mình nó nhỏ một xíu lỡ mà sợ mất cái bẫy này cả nhà là đan rất là cực khổ luôn nha. Một ngày chỉ được đan được vài cái thôi cả nhà. Mình thì đang quay video nên chưa bẫy luôn để cho chú Út đang bẫy. Mình một tay mình quay, một tay thì mình chặt cái cây đây. Nên là chú Út là chú đã bẫy mấy cái bẫy rồi, còn mình mấy đây là cái bẫy đầu tiên. Mình phải bỏ con dao vào đây. Cái lồng bẫy đầu tiên của mình đây cả nhà. Con lồng này rất là to luôn. Đây có một con lồng rất là to luôn cả nhà. Mình nghĩ là cái lỗ gì á. Mình để cái sang ngoài này đó. Hả? Hay là chú tôi thứ đại với tổng mẹ cũng đắng đắng luôn hả? Có rồi đây, có rồi đây. Khó quá cả nhà. Hả? Tôi ao cái thở tóm tao từng đằng mà cho tóm tung rồi hả? Biết tóm thì lại tóm mình vừa đặt xong một cái bẫy nha cả nhà. Và bây giờ mình đeo cái bao này và đi tiếp luôn. Cá rất là nhiều luôn cả nhà. Cả nhà thấy cá lồng tông rất là nhiều luôn nha. Nước màu đục luôn. Đến bên này thì đó. Ở nhà đúng rồi. Nước đục của cá nó bay gần mình luôn, nó không sợ mình luôn cả nhà. Này mình hai anh em của mình đặt bẫy này, bẫy cua này là đi theo dòng chảy nha cả nhà. Chú Út vừa mới bảo là vừa mới đặt cái bẫy cua ở đây thôi cả nhà. Đây là con cua nó đã bò tới rồi nha. Và khi nghe tiếng động thì nó lại chạy đi mất rồi. Nó chỉ quanh quanh ở đó thôi cả nhà. Chú Út vừa bảo mình đặt chỗ này nha cả nhà. Hồi nãy là mình định đặt ở đây này. Nhưng mà chú Út thì chuyên nghiệp hơn. Chú bảo là đặt ở chỗ này. Mình mới đặt ở đây. Đặt ở đây. Chú Út chỉ sửa để cho mình đặt thôi cả nhà nha.
và mình đang cầm cái máy điện thoại đây thì cũng sợ ru nước một cái là đã đi luôn cái điện thoại cả nhà. Nếu cả nhà yêu quý mình thì cả nhà cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Quá nên chưa quả nè. Từ nãy giờ mình không biết là mình đã đặt mấy cái bẫy rồi. Chú út thì khá là nhiều rồi mọi người ạ. Còn mình thì chẳng biết là được mấy cái bẫy rồi. Mình vừa quay rồi vừa đặt nên nó hơi chậm mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đặt một cái ở đây luôn. Và mọi người thấy cái mồi mà anh em của mình đi đặt bẫy cua là bằng con cá rô phi nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Không được rồi. Chỗ này lại năm cây rồi. Mình phải rơi xuống dưới này mọi người, vì nó mà cấn cái cây gì ra là nó con cua nó không chịu vào đâu nha, nên phải là không cấn một cái gì luôn á thì nó mới vào được. Mình đặt một tay là nó rất là chậm luôn mọi người, nên là vì thế mình đặt chậm hơn chú rất là nhiều luôn. Hôm nay có vẻ chú út mà đi đặt bạch cua hôm nay là phải vừa đi vừa chờ mình luôn. Chú út mang tầm 30 cái bẫy nha mọi người, thì cũng chú út cũng gần hết rồi. Nhưng mình thì còn cũng gần chục cái đó. Đây, của chú út này. Có một con cua bò lên người của chú út này cả nhà. Cả nhà coi này. Cũng đặt bẫy gần xong rồi cả nhà. Con cua lại bỏ lên người một chút. Hy vọng sáng mai sẽ có thành quả tốt đẹp. Bây giờ mình còn một cái bẫy cuối cùng nha cả nhà. Và mình đặt ở đây. Mình đặt hôm nay là mình 30 cái bẫy và chú út thì 50 cái bẫy nha cả nhà. Tổng cộng hai anh em của mình hôm nay là 80 cái bẫy cả nhà. Mình đặt xong cái bẫy này là sáng mai thì mình với chú út mới ra thăm cái bẫy này nha cả nhà. Hy vọng là sáng mai sẽ có thành quả tốt đẹp hơn. Mình cắm một tay nó vướng lắm cả nhà, nó hơi có khó đấy. Và những cái rác như thế này gai đâm vô tay rồi.
mình cắm mặt trên này này thôi là coi như là ok rồi. Cái gì đây? Cắm được là sao đây? Như vậy là ok cả nhà nha. Là cái bẫy này là bẫy cuối cùng. Hẹn gặp lại cả nhà sáng mai nha. Chú Út còn mấy cái hả? 2-3 cái nữa hả? 1 cái nữa hả? Chú Út đặt rất là nhanh luôn cả nhà. Mình thì đặt rất là chậm. Sáng nay mình với chú Út đi thăm cua, là thăm bầy cua cả nhà, là cả nhà thấy cua không? Là 4:30 ở trong này nha cả nhà, vì còn phải lo những công việc khác á, nên mình với chú Út là đi rất là sớm luôn. Còn mình không quay được cho cả nhà từ lúc mà mình đi thăm, bây giờ trời đã sáng thì mình mới quay được cho cả nhà. Bà hai, ôi chú Út đi đâu mất tiêu. Mình có khi là mình phải quên nè, mình quên cái bài cua của mình ở đâu. Nói chuyện với cả nhà mình quên luôn, mình phải đi ngược lại cái dòng này. Chú Út chú đi trước, chú đã gỡ cái lưới này cho mình nè cả nhà. Đoạn này là mình còn 5-6 cái cả nhà. Giờ chú Út đã thăm cho mình 3 lưới rồi. Hình như chỗ này không biết hôm qua mình có để có đặt không. Đây cả nhà. Cả nhà thấy cua không? Chú Út đi trước rồi, tôi thăm cái bẫy chú mang cái bao đi trước, còn 1-2 cái bẫy nữa là xong rồi cả nhà. Bây giờ lưới cuối cùng nha cả nhà. Ủa, đi đâu rồi? Cũng được vài con cua cả nhà. Cả nhà thấy cua đồng không? Như vậy là đã xong rồi cả nhà. Mình nó muốn kẹp đây cả nhà.